Tấm gương Iran, lý do Việt Nam ta luôn giữ gìn và phát triển tên lửa đạn đạo. Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp và những mối đe dọa tiềm tàng từ các quốc gia xung quanh, việc sở hữu tên lửa đạn đạo trở thành một yếu tố then chốt trong chiến lược quốc phòng của Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là biểu tượng của sức mạnh quân sự, loại vũ khí này còn là công cụ giúp quốc gia chúng ta duy trì thế cân bằng giữa các lực lượng trong khu vực. Trong khi nhiều tiếng nói đòi hỏi việc giảm bớt trang bị quân sự để tập trung vào phát triển kinh tế. Những diễn biến gần đây từ cuộc xung đột giữa Iran và Israel đã khẳng định giá trị chiến lược của tên lửa đạn đạo. Điều này không chỉ khuyến khích Việt Nam tiếp tục đầu tư vào công nghệ quân sự mà còn làm nổi bật tầm quan trọng của việc duy trì sức mạnh răn đe. Hãy cùng khám phá lý do vì sao Việt Nam quyết tâm giữ gìn và phát triển loại vũ khí này trong video ngày hôm nay. Đêm ngày 1 tháng 10 năm 2024, cả thế giới đã chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có. Hàng trăm quả tên lửa đạn đạo của Iran lao vun vụt như những ngôi sao băng, khiến Israel rơi vào trạng thái ngỡ ngàng và bất lực trước hệ thống phòng không nổi tiếng của mình. Hơn 200 quả tên lửa đã bay qua không phận của ba quốc gia, với quãng đường gần 2.000 km chỉ trong vòng hơn 10 phút, gây ra một cuộc tấn công dồn dập khiến phòng không của Israel bị quá tải. Mặc dù chính quyền Israel tuyên bố rằng phần lớn các tên lửa đã bị đánh chặn, nhưng các đoạn video lan truyền cho thấy rằng nhiều quả tên lửa Iran đã lao thẳng vào các căn cứ quân sự của họ mà không gặp trở ngại. Hệ thống phòng không của Israel dường như đã gặp phải thất bại nghiêm trọng. Ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ Nevatim, nơi đóng quân của ba phi đoàn F-35E, có thể đã hứng chịu gần 40 quả tên lửa Iran trong đêm ngày 1 tháng 10 năm 2024. Decker Ivalev, chuyên gia thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân CNA của Mỹ, khẳng định đã phát hiện ít nhất 33 hố va chạm trên bức ảnh tổng thể. Nhiều hố sâu dường như bị mây che khuất, nhưng căn cứ Nevatim đã bị tấn công với khoảng 40 quả tên lửa tập trung vào các khu vực bãi đỗ và nhà chứa máy bay tiêm kích. Hai quả đạn khác cũng đã rơi xuống khu nhà chứa tiêm kích F-35E ở một góc khác của sân bay, tạo ra những hố rất sâu, mặc dù mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ ràng. Hiện tại chưa có thông tin xác thực nào về việc F-35E bị cháy hay thiệt hại như tuyên bố của Iran rằng có tới 20 chiếc F-35 bị phá hủy. Tuy nhiên, sự kiện này đã làm nổi bật nguy hiểm của các quả tên lửa đạn đạo khi mà các hệ thống phòng không của Israel, vốn được truyền thông ca ngợi là bất khả xâm phạm, lại bị tấn công một cách chóng vánh. Quay trở lại với Việt Nam, ta có thể thấy rằng một bức tranh tương tự trong bối cảnh lịch sử. Năm 1979, cuộc chiến tranh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc đã làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa Việt Nam, Liên Xô và Trung Quốc. Bắc Kinh đã coi Hà Nội và Moscow là những kẻ thù và Việt Nam trở thành đồng minh của Liên Xô theo đúng nghĩa đen. Trong những năm 1980, Liên Xô đã tiến hành viện trợ quy mô lớn cho Việt Nam, từ quân sự đến kinh tế, giúp chúng ta củng cố sức mạnh quốc phòng và thúc đẩy phát triển đất nước. Ước tính mỗi năm, Việt Nam nhận khoảng 2 tỷ đô la viện trợ từ Liên Xô, một con số khổng lồ vào thời điểm đó. Sự hỗ trợ này đã giúp Việt Nam xây dựng một quân đội hiện đại, được tổ chức theo mô hình Liên Xô nhưng với quy mô nhỏ hơn. Nhiều loại vũ khí hiện đại đã được chuyển giao, bao gồm pháo tự hành, xe chiến đấu bộ binh và tên lửa chống hạng. Đặc biệt, tên lửa SCUDB đã trở thành biểu tượng của sự hỗ trợ quân sự này. Đây là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bắn lên tới 300 km, phát triển dựa trên thiết kế của quả V2 của Đức Quốc xã. SCUDB đã chứng minh sức mạnh của mình trên nhiều chiến trường, từ cuộc chiến tranh Iran-Iraq, chiến tranh vùng vịnh đến các cuộc xung đột ở Yemen, Chechnya, Libya và gần đây nhất là chiến tranh Nagorno-Karabakh năm 2020. Cả quân đội Mỹ và Nga cùng với các đồng minh đều đánh giá SCUD là loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Khi được triển khai trên các xe có khả năng cơ động cao, chúng rất khó bị tiêu diệt, đồng thời có sức sát thương cao và chi phí sản xuất tương đối rẻ. Mặc dù đã ra đời gần 60 năm, hiện nay vẫn có khoảng 12 quốc gia sử dụng và phát triển phiên bản nội địa của SCUD. Ước tính khoảng 10.000 quả SCUD đã được chế tạo và xuất khẩu, trong đó vẫn còn ít nhất 6.000 quả đang hoạt động hoặc chờ tiêu hủy. Tuy nhiên, số lượng SCUD mà Việt Nam sở hữu vẫn là một ẩn số. Theo số liệu của SIPRI, cơ quan theo dõi thương vụ mua bán vũ khí toàn cầu, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam 12 bệ phóng và 40 quả tên lửa SCUDB, nhưng số liệu này chỉ đến năm 1981.
Việt Nam chưa từng công khai thông tin về số lượng này, để lại nhiều nghi vấn, nhất là khi Việt Nam đã thành lập hai đơn vị tên lửa mặt đất là Lữ đoàn 490 và Lữ đoàn 380, còn gọi là Kho 380. Giai đoạn Liên Xô viện trợ mạnh mẽ nhất cho Việt Nam là từ năm 1984 đến năm 1988, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại biên giới phía Bắc và các hoạt động truy quét ở phía Nam. Ngoài ra, theo SIPRI, vào năm 1998, Việt Nam đã mua một số tên lửa hỏa tiễn 6 từ Triều Tiên, một phiên bản sao chép của SCUDC với tầm bắn lên tới 600 km. Tuy nhiên, Việt Nam cũng không xác nhận hay phủ nhận thông tin này. Có nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam nên từ bỏ tên lửa SCUD chủ yếu dựa trên hai lý do. Đầu tiên là về độ chính xác của loại vũ khí này. Do ra đời từ những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, SCUD chỉ trang bị hệ thống định vị quán tính và con quay hồi chuyển, dẫn đến độ sai lệch có thể lên tới 450 mét. Nhiều người cho rằng với độ chính xác như vậy, việc giữ lại chúng là không cần thiết. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng SCUD được thiết kế để làm vũ khí đánh diện, không phải là vũ khí đánh điểm. Điều này có nghĩa là chúng được sử dụng để tấn công các mục tiêu lớn, cố định và có giá trị cao như sân bay và căn cứ quân sự. Tên lửa SCUD mặc dù có độ chính xác không cao, vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự của Việt Nam, được thiết kế để tấn công diện. SCUD thường được phóng hàng loạt từ 5 tới 6 quả cùng lúc, thậm chí lên tới hàng chục quả, giống như hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Với đầu đạn nặng gần 1 tấn, chỉ cần một quả trúng mục tiêu đã có thể gây ra thiệt hại nặng nề cho đối phương. Điều này cho thấy rằng không thể đánh giá thấp SCUD chỉ vì độ chính xác kém. Thực tế, mỗi loại vũ khí đều có mục đích sử dụng riêng. Một trong những tính năng đáng chú ý của tên lửa SCUD là khả năng tự hủy khi tiếp cận mục tiêu, tạo ra hàng ngàn mảnh văng và sóng xung kích, khiến cho việc ngắm bắn trở nên khó khăn hơn khi tên lửa đã vào pha cuối. Trong cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991, khi không quân Hoa Kỳ và đồng minh làm chủ bầu trời Iraq, SCUD đã cho thấy sức cơ động cao của mình. Iraq đã đáp trả bằng cách phóng hàng loạt SCUD vào Israel, trong đó có vụ tấn công vào doanh trại quân đội Mỹ tại Dahran, khiến 30 lính thiệt mạng và 150 người khác bị thương. Hệ thống phòng không MIM-104 Patriot của Mỹ tuyên bố đã ngăn chặn nhiều tên lửa SCUD, nhưng nhiều chỉ trích cho rằng mức độ chính xác của Patriot đã bị phóng đại với khoảng 95% số tên lửa bắn trượt mục tiêu. Tuy nhiên, tên lửa SCUD cũng có những hạn chế, đặc biệt là về thời gian chuẩn bị. Do sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng, thời gian sẵn sàng chiến đấu của SCUD kéo dài ít nhất 1 giờ, lâu hơn so với các loại tên lửa hiện đại khác sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, chỉ cần từ 4 đến 15 phút để có thể phóng. Dù vậy, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã khẳng định rằng SCUD sẽ không nằm kho mà tiếp tục đóng vai trò là sức mạnh răn đe quan trọng. Trong quá trình hiện đại hóa quân đội giai đoạn 2021-2030, Việt Nam không chỉ tiếp tục hiện đại hóa 3 lực lượng chủ chốt, hải, lục, không quân, mà còn xem xét thành lập binh chủng tên lửa chiến lược, bao gồm các lữ đoàn tên lửa đất đối đất và đất đối hải với tầm bắn xa và uy lực mạnh. Theo Trung tướng Nguyễn Thái Bình, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, điều này cho thấy Việt Nam không chỉ duy trì mà còn phát triển sức mạnh tên lửa của mình. Từ năm 1994, Việt Nam đã bắt đầu can thiệp kỹ thuật vào tên lửa SCUD để nâng tầm bắn từ 300 km lên 500 km. Mặc dù cách thức cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thể thấy rằng Việt Nam học hỏi từ các mô hình phát triển vũ khí của Iran và Triều Tiên như giảm trọng lượng đầu đạn và tăng chiều dài tên lửa để tạo thêm không gian cho nhiên liệu. SCUD được bố trí theo nghệ thuật tác chiến của pháo binh Việt Nam với chiến thuật hỏa khí phân tán và hỏa lực tập trung. Các tiểu đoàn hỏa lực được bố trí cách xa nhau nhưng đồng thời nhắm vào cùng một mục tiêu, đảm bảo hiệu quả tiêu diệt. Dù có nhiều ẩn số về số lượng tên lửa, việc Việt Nam vẫn duy trì và nâng cấp SCUD từ năm 1994, ngay cả khi đất nước còn nhiều khó khăn, cho thấy rằng lực lượng này vẫn được xem là một phần quan trọng trong chiến lược răn đe của Việt Nam. Số lượng tên lửa SCUD mà Việt Nam sở hữu có thể lên tới hàng trăm quả, bởi nếu chỉ có một số lượng hạn chế, việc đầu tư vào loại vũ khí này sẽ không mang lại sức mạnh răn đe cần thiết. Một lữ đoàn SCUD thường bao gồm 3 tiểu đoàn trực chiến và một số đại đội hỗ trợ, với mỗi tiểu đoàn được trang bị tối thiểu 3 xe phóng. Như vậy, một lữ đoàn sẽ có ít nhất 9 xe phóng và 9 quả tên lửa.
chỉ cần vài năm diễn tập bắn đạn thật, số tên lửa tiêu thụ đã có thể lên tới hàng chục quả. Trong suốt những năm 80-90, Việt Nam đã tiến hành nhiều cuộc diễn tập bắn đạn thật để nghiệm thu sản phẩm nâng cấp, khiến cho số lượng đạn tiêu thụ cho mục đích này vượt xa con số mà SIPRI cung cấp. Một câu nói đùa thường gặp là khi nào có hàng ngon hơn thì chúng ta mới cho biết hàng cũ. Điều này cho thấy rằng Việt Nam không chỉ duy trì mà còn có những kế hoạch phát triển quy mô hơn. Theo cuốn sách biên niên sự kiện Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Triều Tiên đã diễn ra rất sâu rộng trong hơn 30 năm qua. Việt Nam không chỉ nhập khẩu dây chuyền sản xuất thuốc phóng cho đạn mà còn nâng cấp cải tiến sản xuất đạn hỏa tiễn 122 ly cho pháo phản lực phóng loạt. Tuy nhiên, một cái tên bí ẩn xuất hiện trong tài liệu, đó là HT-1. Vào năm 1993, đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Phan Thu dẫn đầu đã thăm Triều Tiên. Trong chuyến đi này, Trung tướng Phan Thu đã có cuộc tọa đàm với tướng Park Jung Choi, là một trong những người đứng đầu tổ hợp công nghiệp quốc phòng Triều Tiên. Hai bên đã đạt được thỏa thuận mua dây chuyền sản xuất thuốc phóng cùng các nguyên liệu phụ trợ với cam kết của Triều Tiên giúp Việt Nam nâng cấp cơ sở sản xuất. Một chi tiết đáng chú ý trong các thỏa thuận là thỏa thuận thứ tư, trong đó đề cập đến việc cải tiến đạn HT-1. Cụ thể đã có sự đồng ý chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để thực hiện trong nước, cùng với các thỏa thuận khác về dây chuyền sản xuất đạn pháo và thuốc phóng. Vậy thì, đạn HT-1 là gì? Mặc dù thông tin chi tiết về HT-1 vẫn chưa được công bố rộng rãi, nhưng có thể suy đoán rằng đây là một loại đạn được thiết kế để cải tiến khả năng tấn công, có thể liên quan đến việc nâng cấp tầm bắn và tính năng chiến đấu. Việc hợp tác với Triều Tiên cho thấy Việt Nam đang nỗ lực không ngừng trong việc hiện đại hóa và nâng cao sức mạnh quân sự của mình, đồng thời khẳng định vị thế trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Mặc dù việc nâng tầm phóng tên lửa đã được biết đến, việc định danh HT-1 vẫn còn là một bí ẩn. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm tài liệu từ Việt Nam đến Triều Tiên cùng các nguồn báo chí quốc tế, thông tin về HT-1 vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên có thể thấy rằng Việt Nam có truyền thống đặt tên viết tắt theo tiếng Việt. Ví dụ, XCB-01 là viết tắt của xe chiến đấu bộ binh 01. Nếu áp dụng cách đặt tên này, HT có thể là hỏa tiễn. Tuy nhiên, trong biên niên sự kiện có đề cập đến việc sản xuất đạn rocket 122mm vào năm 1993. Điều này gợi ý rằng HT-1 không phải là một loại hỏa tiễn. Một khả năng khác có thể là hỏa tình hay hoàng song, một loại tên lửa đạn đạo nổi tiếng của Triều Tiên. Tài liệu từ CPRI cho biết Việt Nam đã mua một số lượng không xác định của Hoàng Song 6 từ Triều Tiên. Điều này càng củng cố thông tin về khả năng Việt Nam sở hữu các tên lửa tương tự. Theo biên niên sự kiện, từ tháng 9 năm 1993 đến giữa năm 1997, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã triển khai hai dự án quan trọng, trong đó có dự án sản xuất HT-1. Mục tiêu của dự án này là tổ chức sản xuất HT-1 dựa trên việc mua tài liệu kỹ thuật và thiết bị từ nước ngoài. Vào tháng 2 năm 1996, Tổng cục đã khởi công dự án và tiếp cận hơn 22.000 trang tài liệu cùng với 54 thiết bị công nghệ bên cạnh việc xây dựng và cải tạo nhà xưởng để hoàn thiện dây chuyền lắp ráp. Tuy nhiên, đến ngày 27 tháng 11 năm 1997, Tổng cục nhận lệnh tạm dừng dự án từ Bộ Quốc phòng. Dù vậy, thông tin từ sách cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào dự án này. Điều này cho thấy rằng HT-1 có thể đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược quân sự của Việt Nam. Cần lưu ý rằng thời điểm đó, vào năm 1997, kinh tế Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Bộ Quốc phòng vẫn quyết định đầu tư vào dự án này. Tóm lại, từ những năm 1990, Việt Nam đã không chỉ cải tiến mà còn xúc tiến quá trình chế tạo tên lửa đạn đạo trong nước nhằm tạo ra sức răn đe chiến lược. Về lý do tại sao thiết bị và tài liệu đã được đưa vào sản xuất quy mô lớn lại bị dừng lại, chỉ có những người trong cuộc mới biết rõ. Tài liệu trong video được lấy từ cuốn biên niên sự kiện Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam cho thấy rằng những thông tin đã công bố vẫn chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn. Câu hỏi về việc Việt Nam có tiếp tục sản xuất SCUD trong nước hay không vẫn còn bỏ ngỏ và có thể cần đến 40 hoặc 50 năm nữa mới có được câu trả lời rõ ràng. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhìn vào thực tại, chúng ta có thể thấy rằng những gì hiện tại được xem xét đã được Bộ Quốc phòng tính toán từ nhiều thập kỷ trước. Tiếp theo, mời quý vị cùng khám phá vũ khí được cho là một trong những vũ khí hiện đại nhất của Việt Nam, dòng lửa S-300 PMU.
Việt Nam đã không ngừng hiện đại hóa quân đội và một trong những biểu tượng cho sức mạnh này chính là hệ thống tên lửa phòng không S-300 PMU-1 được mệnh danh là rồng lửa. Với khả năng tác chiến ưu việt, S-300 PMU-1 không chỉ là một vũ khí chiến lược mà còn là niềm tự hào của quân đội nhân dân Việt Nam. S-300 PMU-1 là một trong 4 vũ khí hiện đại nhất của quân đội Việt Nam, được thiết kế để đánh chặn nhiều loại mục tiêu, từ máy bay chiến đấu cho đến tên lửa hành trình ở độ cao tối đa lên tới 27 km. Điều đáng chú ý là hệ thống này có thể đạt tốc độ lên tới 2.800 m/s, cho phép nó phản ứng nhanh chóng trước các mối đe dọa trên không. Tầm bắn tối đa của S-300 PMU-1 lên đến 195 km, cho phép quân đội Việt Nam bảo vệ không phận một cách hiệu quả và toàn diện. Nhưng điều gì đã khiến S-300 PMU-1 trở thành rồng lửa trong mắt giới quân sự và người dân Việt Nam? Được phát triển từ những năm 1970 tại Liên Xô, S-300 đã trải qua nhiều cải tiến và cập nhật công nghệ để đáp ứng các yêu cầu hiện đại. Với khả năng tự động hóa cao, S-300 PMU-1 có thể hoạt động trong môi trường chiến tranh điện tử phức tạp, giúp tối ưu hóa khả năng phát hiện và tiêu diệt mục tiêu. Hệ thống radar hiện đại của nó cho phép phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, tạo ra một mạng lưới phòng không liên hoàn và mạnh mẽ. Việc sở hữu S-300 PMU-1 không chỉ mang lại lợi thế trong khả năng phòng không, mà còn thể hiện sự quyết tâm của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Hệ thống này đã được triển khai tại nhiều căn cứ quân sự quan trọng, giúp củng cố sức mạnh răn đe của quân đội trước các mối đe dọa tiềm tàng. Đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông và các khu vực lân cận, S-300 PMU-1 đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ không phận và lãnh thổ Việt Nam. Khám phá sức mạnh của rồng lửa S-300 PMU-1 không chỉ là việc tìm hiểu về một vũ khí hiện đại, mà còn là hành trình tìm hiểu về tâm huyết và quyết tâm của một đất nước trong việc bảo vệ độc lập và chủ quyền. Trong những năm qua, Việt Nam đã chứng minh rằng mình không chỉ là một quốc gia yêu hòa bình mà còn sẵn sàng đối diện với thách thức bảo vệ lãnh thổ bằng những công nghệ quân sự tiên tiến nhất. Hãy cùng chúng tôi khám phá sâu hơn về vũ khí rồng lửa này và những gì nó mang lại cho quân đội và quốc gia Việt Nam trong nội dung dưới đây. S-300 PMU-1 còn được biết đến với định danh NATO là SA-20, là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất hiện nay. Được phát triển bởi tập đoàn Almaz Antey của Nga, hệ thống này được giới thiệu lần đầu vào năm 1999 với nhiều cải tiến vượt bậc về tốc độ, tầm hoạt động và khả năng dẫn đường. Giá trị ước tính của S-300 PMU-1 dao động từ 110 đến 125 triệu đô la Mỹ, nhưng giá trị chiến lược của nó thì lớn hơn nhiều. Với khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không, từ máy bay chiến đấu đến tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, S-300 PMU-1 thực sự là một cơn ác mộng cho bất kỳ đối thủ nào. Hệ thống này có thể hoạt động hiệu quả trong điều kiện bị đối phương chế áp điện tử mạnh, cho phép quân đội Việt Nam bảo vệ không phận một cách toàn diện. Tầm bắn tối đa lên tới 195 km và khả năng đánh chặn các mục tiêu bay với tốc độ lên đến 2.800 m/s đã khẳng định vị thế của S-300 PMU-1 trong hàng ngũ các hệ thống phòng không hiện đại. S-300 PMU-1 sử dụng loại đạn tên lửa 5V55DUD cho phép mở rộng tầm bắn lên 90 km và độ cao từ 25-25.000 m. Hệ thống còn có thể sử dụng đạn 5V55R cũ với tầm bắn 75 km. Một trong những điểm mạnh của S-300 PMU-1 là khả năng bắn đồng thời đến 6 mục tiêu, với mỗi mục tiêu có thể bị tiêu diệt bằng một quả tên lửa hoặc theo loạt gồm 2 quả. Khi bắn loạt, tên lửa thứ nhất sẽ được phóng bởi trắc thủ, trong khi tên lửa thứ hai sẽ được phóng ở chế độ tự động, giúp tăng cường hiệu quả chiến đấu. Radar của S-300 PMU-1 là 30N6E Tombstone, có khả năng phát hiện và theo dõi các mục tiêu tàng hình với công nghệ radar quét pha bị động, vượt trội hơn nhiều so với các hệ thống radar của NATO. Radar 30N6E có thể theo dõi đồng thời 100 mục tiêu và phát hiện ở cự ly 300 km. Ngoài ra, một radar bổ sung là 96L6E có khả năng phát hiện mục tiêu bay rất thấp, đặc biệt hữu ích trong những khu vực nhiều đồi núi. Đặc biệt, S-300 PMU-1 có khả năng đánh dấu và theo dõi cùng lúc đến 350 mục tiêu. Theo dõi chặt chẽ 150 mục tiêu có khả năng tấn công nguy hiểm nhất. Thời gian triển khai hệ thống chỉ mất 5 phút, đảm bảo khả năng phản ứng nhanh chóng trước các mối đe dọa.
S-300 PMU-1 được tối ưu hóa cho quân đội Việt Nam với những thay đổi phù hợp với hệ thống tác chiến trên biển tầm xa. Hệ thống này có độ bền cao với khả năng sử dụng lên đến 500 quả tên lửa trước khi cần bảo trì, gấp đôi so với hệ thống Patriot của Mỹ. Điều này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo tính sẵn sàng chiến đấu liên tục. Một nâng cấp quan trọng khác là bộ khí tài chỉ huy đồng bộ 83M6E có khả năng kiểm soát đồng thời 12 xe phóng. Hệ thống này còn cho phép tích hợp các hệ thống phòng không khác vào trong môi trường chiến thuật thống nhất, tạo thành một mạng lưới phòng không mạnh mẽ và linh hoạt. Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, S-300 PMU-1 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại hàng đầu thế giới và là hệ thống tiên tiến nhất ở khu vực Đông Nam Á. Dù chưa một lần xuất trận, nhưng khả năng và công nghệ của S-300 PMU-1 đã khiến nó trở thành một kẻ bất khả chiến bại trong tất cả các hệ thống SAM đa năng hiện nay. Sự hiện diện của S-300 PMU-1 không chỉ mang lại sức mạnh răn đe cho quân đội Việt Nam mà còn khẳng định vị thế của quốc gia trong khu vực. Trong bối cảnh các mối đe dọa từ trên không ngày càng gia tăng, việc sở hữu một hệ thống phòng không mạnh mẽ như S-300 PMU-1 trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. S-300 PMU-1 không chỉ là một vũ khí, nó là biểu tượng cho sức mạnh quân sự và quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Với công nghệ hiện đại, khả năng đánh chặn đa dạng và độ tin cậy cao, dòng lửa S-300 PMU-1 chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bầu trời Việt Nam trong những năm tới. Việt Nam đã chứng minh rằng mình không chỉ là một quốc gia yêu hòa bình mà còn sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia bằng những công nghệ quân sự tiên tiến nhất. Việc đầu tư vào S-300 PMU-1 và các hệ thống phòng không khác không chỉ thể hiện sự nhạy bén trước những thách thức an ninh mà còn là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm hiện đại hóa quân đội, tạo dựng một lực lượng vững mạnh và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Lịch sử vũ khí Việt Nam. Trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, những loại vũ khí mà cha ông chúng ta chế tạo không chỉ mang lại uy lực chiến đấu mà còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa và tinh thần. Từ những vũ khí truyền thuyết như nỏ thần đến những phát minh vĩ đại trong các triều đại phong kiến, mỗi loại vũ khí đều ghi dấu ấn quan trọng trong cuộc chiến bảo vệ đất nước. Nỏ thần, vũ khí truyền thuyết. Nỏ thần là một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của sức mạnh quân sự Việt Nam trong truyền thuyết. Theo sử sách, nỏ thần được cho là vũ khí của vị vua Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên. Với khả năng bắn ra những mũi tên thần tốc và chính xác, nỏ thần đã giúp quân ta giành chiến thắng trong nhiều trận đánh quan trọng. Tuy nhiên, cho đến nay, tài liệu về nỏ thần rất hiếm hoi, khiến cho việc phục dựng vũ khí này trở thành một thách thức lớn. Dù vậy, hình ảnh nỏ thần vẫn sống mãi trong tâm trí người Việt như một minh chứng cho trí tuệ và sự sáng tạo của ông cha ta. Pháo thần công, thời nhà Trần. Tiếp theo, chúng ta không thể không nhắc đến pháo thần công, một sản phẩm vĩ đại của thời nhà Trần, được tạo ra bởi Hồ Nguyên Chừng, là con trai của Hồ Quý Lý. Pháo thần công đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đất nước trong thời kỳ đầy biến động. Mặc dù nhà Hồ không tồn tại lâu do không được lòng dân, nhưng những phát minh của họ, đặc biệt là pháo thần công, đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử quân sự Việt Nam. Súng Hỏa Mai Giao Chỉ, tinh hoa của thiên hạ. Khi bước vào thế kỷ thứ 16, sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và châu Âu đã mang đến một bước ngoặt trong phát triển vũ khí. Súng Hỏa Mai, một loại súng được biết đến với độ chính xác và uy lực, đã du nhập vào Đại Việt. Những khẩu súng Hỏa Mai không chỉ được sử dụng trong nước mà còn được mang sang nhà Minh trong các cuộc xung đột biên giới giữa nhà Mạc và các thổ ti ở Quảng Tây, Vân Nam. Súng Giao Chỉ đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của sức mạnh quân sự Việt Nam, được cả người Trung Quốc và các nhà quan sát phương Tây đánh giá cao. Theo tài liệu lịch sử, người đời Minh thường coi súng Điểu Thương Đại Việt là súng tốt nhất thế giới, vượt qua cả súng Ottoman và Nhật Bản. Theo tiến sĩ Lý Bá Trọng, là cựu trưởng khoa sử học Đại học Thanh Hoa, vào cuối đời Minh, người An Nam đã chế tạo ra hỏa thương với hiệu năng vượt trội. Súng Giao Chỉ không chỉ có khả năng xuyên thủng nhiều lớp giáp sắt mà còn có thể giết từ 2 đến 5 người chỉ bằng một viên đạn. Đặc biệt khi bắn, súng không phát ra âm thanh quá lớn, điều này tạo ra lợi thế trong các trận chiến. Trong quá trình nghiên cứu, một khẩu súng cổ được phát hiện tại Thái Lan đã gây chú ý khi ban đầu được cho là từ Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các nhà khảo cổ học đã xác nhận rằng khẩu súng này có nguồn gốc từ Đại Việt. Có khả năng đây là di vật từ cuộc xâm lược Vương quốc Lan Na, tức là Chiang Mai ngày nay, vào thời Lê Thánh Tông từ năm 1479 đến năm 1484.
Điều này không chỉ khẳng định sự tinh hoa của súng giao chỉ mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng của quân đội Việt Nam trong thời kỳ lịch sử này. Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và những thách thức an ninh ngày càng gia tăng, vấn đề vũ khí trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Việt Nam hiện đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, không chỉ nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng mà còn để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Các chương trình nghiên cứu và phát triển vũ khí mới đang được đẩy mạnh, từ việc nâng cấp các hệ thống phòng không như là S-300 PMU cho đến việc phát triển các loại tên lửa tầm xa. Việc giữ bí mật trong sản xuất và phát triển vũ khí cũng là một phần quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Việt Nam. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa sức mạnh quân sự mà còn tạo ra một rào cản bảo vệ trước những mối đe dọa từ bên ngoài. Nhìn về tương lai, hy vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục chế tạo ra những loại vũ khí mạnh mẽ, đủ khả năng bảo vệ đất nước trước mọi thách thức. Với lịch sử phong phú và truyền thống chiến đấu kiên cường, người Việt Nam không chỉ có tiềm năng sáng tạo mà còn có khả năng phát triển các công nghệ quân sự tiên tiến. Để làm được điều này, cần có sự đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển, cũng như hợp tác với các quốc gia có công nghệ hiện đại. Những bước đi này sẽ không chỉ nâng cao năng lực chiến đấu của quân đội, mà còn góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ những loại vũ khí truyền thuyết như nỏ thần cho đến những phát minh hiện đại, hành trình vũ khí của Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Mỗi loại vũ khí không chỉ là công cụ chiến đấu, mà còn là biểu tượng cho trí tuệ, tinh thần và khát vọng tự do của nhân dân Việt Nam. Hy vọng rằng trong tương lai, thế hệ tiếp theo sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị này, không ngừng sáng tạo để tạo ra những vũ khí có đủ uy lực để bảo vệ đất nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy thông tin hữu ích, hãy like, chia sẻ để nhiều người khác cùng được biết đến. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh chúng mình nhé. Hãy để lại ý kiến của bạn ở bên dưới phần bình luận về chủ đề mà bạn muốn chúng ta cùng khám phá trong video tiếp theo. Chúc các bạn sẽ có một ngày tuyệt vời và hẹn gặp lại trong video sau. Thực hư, chuyện Việt Nam bán tên lửa cho Iran. Xin chào quý vị và các bạn. Trong những ngày gần đây, có nhiều thông tin từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, ông Gallant, cáo buộc dùng để tấn công vào lãnh thổ của Israel và khẳng định có bằng chứng cụ thể về vấn đề này. Vậy sự thật đằng sau những tuyên bố này là gì? Liệu có phải Việt Nam đang tham gia vào các hoạt động quân sự mà chúng ta chưa từng biết đến hay không? Hay đây chỉ là những thông tin sai lệch nhằm mục đích chính trị? Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết hơn về vấn đề này trong bài viết dưới đây để làm rõ hơn về thực hư câu chuyện đầy nghi vấn này nhé! Trong những năm gần đây, tình hình xung đột giữa Israel và Iran ngày càng leo thang, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc chiến tranh ủy nhiệm và các hoạt động quân sự gia tăng ở Trung Đông. Iran, với vai trò là một trong những đối thủ chính của Israel, đã không ngừng phát triển khả năng quân sự của mình, từ việc sản xuất tên lửa đến việc hỗ trợ các lực lượng vũ trang ở các quốc gia láng giềng. Trong khi đó, Israel thường xuyên thực hiện các cuộc không kích nhằm ngăn chặn sự mở rộng của Iran và các nhóm vũ trang thân Iran trong khu vực. Thông tin gần đây từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, ông Gallant, đã gây ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong dư luận. Ông đã khẳng định rằng 450 quả tên lửa SCUD vừa được Iran bắn vào Israel trong một cuộc xung đột gần đây là được mua từ Việt Nam. Tên lửa SCUD là một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phát triển từ thời Liên Xô với khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Tên lửa này đã từng được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột. Việt Nam, với kinh nghiệm chiến tranh phong phú, đã tiến hành cải tiến và nâng cấp loại tên lửa này thành phiên bản SCUD-5. Phiên bản này không chỉ có khả năng tấn công chính xác hơn mà còn có tầm bắn xa hơn, hứa hẹn sẽ là một yếu tố chiến lược trong các cuộc xung đột. Việc Việt Nam tham gia vào việc sản xuất và nâng cấp tên lửa SCUD không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên, việc bị cáo buộc cung cấp tên lửa cho Iran trong bối cảnh hiện nay đã tạo ra một cuộc tranh cãi lớn. Ông Gallant đã nhấn mạnh rằng Việt Nam là quốc gia duy nhất hiện nay trên thế giới có khả năng nâng cấp và sản xuất hàng loạt loại tên lửa này. Điều này có thể dẫn đến những hiểu lầm và nghi ngờ về vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Phía Việt Nam ta, cho đến nay, gần như không thấy báo cáo gì về việc sản xuất vũ khí hạng nặng mà chúng ta thường đi mua nhiều hơn và việc nâng cấp vũ khí này cáo buộc Việt Nam ta không thực sự hợp lý. Đến con ốc vít chúng ta còn chưa sản xuất được, thì sao mà sản xuất được tên lửa, đúng không quý vị? Cuộc chiến tại Trung Đông đã kéo dài qua nhiều thập kỷ và những căng thẳng giữa các quốc gia trong khu vực ngày càng gia tăng.
Kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979, mối quan hệ giữa Iran và Israel đã chuyển từ tình bạn sang đối đầu quyết liệt, trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cuộc cách mạng Hồi giáo không chỉ là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Iran mà còn đánh dấu sự chuyển biến lớn trong chính trị và xã hội của đất nước. Từ đó, Iran đã thay đổi tầm nhìn đối ngoại, coi những quốc gia mà họ cho là kẻ thù, đặc biệt là Israel, như những nhân tố chính trong các vấn đề khu vực. Giáo sư David Menasri, một chuyên gia về Iran từ Đại học Tel Aviv, đã chỉ ra rằng Israel bị coi là tội đồ lớn nhất trong mắt phong trào cách mạng do những chính sách và hành động mà họ thực hiện trong khu vực. Sự chuyển mình này đã tạo ra một bầu không khí thù địch kéo dài, dẫn đến nhiều cuộc xung đột và căng thẳng quân sự giữa hai quốc gia. Israel xem Iran là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của mình, trong khi Iran không ngừng chỉ trích và phản đối các chính sách của Israel, đặc biệt liên quan đến vấn đề Palestine. Trong bối cảnh hiện nay, những căng thẳng này không có dấu hiệu giảm nhiệt và cuộc đối đầu giữa hai quốc gia vẫn đang diễn ra, ảnh hưởng đến tình hình ổn định của toàn bộ khu vực Trung Đông. Quan hệ Israel-Iran, từ đối tác đến kẻ thù. Trong giai đoạn triều đại Pahlavi ở Iran, trước cuộc cách mạng Hồi giáo, mối quan hệ giữa Iran và Israel tương đối tốt đẹp. Iran thậm chí là quốc gia Hồi giáo thứ hai sau Thổ Nhĩ Kỳ công nhận sự tồn tại của Israel khi quốc gia này vừa mới được thành lập. Theo nhà nghiên cứu lịch sử Eric Gavin Desland từ Đại học Oxford, quyết định này của Tehran không chỉ nhằm bảo vệ tài sản của người Iran tại Israel mà còn để bảo vệ khoảng 2.000 công dân Iran đang sinh sống ở đây. Nhiều người trong số họ đã bị quân đội Israel tịch thu tài sản. Đối với Israel, việc thiết lập quan hệ với Iran giúp quốc gia non trẻ này thoát khỏi tình trạng cô lập giữa một khu vực thù địch. Thủ tướng Israel lúc bấy giờ, David Ben-Gurion, đã nỗ lực đánh tan tình trạng này bằng cách thúc đẩy quan hệ với các quốc gia phi Ả Rập ở rìa Trung Đông. Ông Gavin Desland nhận định rằng Iran và Thổ Nhĩ Kỳ được xem là những ví dụ thành công trong chiến lược này. Mặc dù có một thời kỳ căng thẳng ngắn sau khi Thủ tướng Mohammad Mossadegh với tư tưởng dân tộc lên nắm quyền vào năm 1951, quan hệ giữa hai nước đã trở lại mạnh mẽ hơn sau khi Mossadegh bị lật đổ vào năm 1953 với sự hỗ trợ của Anh và Mỹ. Trong giai đoạn này, quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ không chỉ về chính trị mà còn trong lĩnh vực thương mại, với Iran trở thành nguồn cung dầu quan trọng cho Israel. Hai bên cũng hợp tác quân sự, mặc dù điều này ít được công khai nhằm tránh sự phản đối từ các quốc gia Ả Rập. Theo ông Gavin Desland, Israel cần Iran hơn là Iran cần Israel, bởi Israel cần những đối tác tại một khu vực thường xuyên phản đối họ. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau cuộc cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979. Chính quyền mới tại Tehran đã chuyển hướng hoàn toàn, xác định rằng Iran cần chống lại các cường quốc và đồng minh trong khu vực, trong đó Mỹ và Israel trở thành những kẻ thù hàng đầu. Iran ngay lập tức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel, hủy bỏ các chuyến bay thẳng và ngừng cho phép công dân hai nước thăm lẫn nhau. Tòa nhà Đại sứ quán Israel tại Tehran cũng được chuyển thành Đại sứ quán Palestine, đánh dấu sự chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ giữa hai quốc gia từng là đối tác. Theo ông Chita Pasi, Phó Chủ tịch điều hành Viện Nghiên cứu Quyền sĩ của Mỹ, cho rằng Ayatollah Ruhollah Khomeini, nhà lãnh đạo Iran sau năm 1979, muốn biến vấn đề Palestine trở thành một phần của phong trào Hồi giáo, thay vì chỉ dựa trên chủ nghĩa dân tộc Ả Rập. Để vượt qua sự chia rẽ giữa người Ả Rập và người Ba Tư, cũng như là chia rẽ Sunni Shia, Iran có lập trường mạnh mẽ hơn trong vấn đề Palestine. Qua đó, họ tạo dựng uy tín trong thế giới Hồi giáo, cũng như đưa các chính quyền Ả Rập thân Mỹ vào thế phòng thủ, ông Pasi nói. Đối đầu nhiều mặt trận. Trong những thập kỷ qua, cả Iran và Israel đều nỗ lực củng cố quyền lực và ảnh hưởng của mình trong khu vực, dẫn đến sự thù địch ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia. Ngoài vấn đề Palestine, Iran được cho là đã hỗ trợ nhiều nhóm vũ trang tại các quốc gia như Syria, Iraq, Liban và Yemen. Tất cả đều xem Israel là kẻ thù hàng đầu. Đồng thời, Tel Aviv cũng không ngừng ủng hộ những tổ chức chống lại chính quyền Tehran. Căng thẳng giữa hai nước không chỉ xuất phát từ sự khác biệt về tư tưởng và các cuộc chiến ủy nhiệm. Cả Iran và Israel đều bị cáo buộc đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào đối phương cả trong và ngoài lãnh thổ của nhau, mặc dù cả hai bên đều phủ nhận những cáo buộc này. Chương trình hạt nhân của Iran là một trong những vấn đề được Israel đặc biệt quan tâm. Israel, một quốc gia bị nghi ngờ, đã bí mật phát triển vũ khí hạt nhân, tuyên bố sẽ không bao giờ cho phép Iran có được năng lực này. Ngược lại, Iran khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ cho các mục đích dân sự.
Israel và Mỹ bị nghi ngờ đã đứng sau Stream Deck, một loại virus máy tính đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở hạt nhân của Iran vào những năm 2000. Các cơ sở này cũng đã nhiều lần bị tấn công và Iran cho rằng Israel là thủ phạm. Thêm vào đó, Israel còn bị cáo buộc ám sát nhiều nhà khoa học hạt nhân Iran. Một sự kiện điển hình là vụ ám sát ông Mohsen Farizadeh, một chuyên gia hàng đầu về hạt nhân của Iran, vào tháng 11 năm 2020. Ông bị giết bằng một khẩu súng máy tự động ngay trên đường phố và sau đó một quan chức cấp cao Mỹ đã xác nhận rằng Israel đứng sau vụ ám sát này. Theo ông Chitabasi, những yếu tố đã từng kết nối Iran và Israel trong thế kỷ trước như lo ngại về chủ nghĩa dân tộc Ả Rập và phần nào đó là sự ảnh hưởng của Liên Xô này đã không còn phù hợp. Điều này càng làm cho khả năng phục hồi quan hệ giữa Tehran và Tel Aviv trở nên khó khăn hơn. Ông Pasi nhấn mạnh rằng trong cuộc cạnh tranh giành quyền lực trong khu vực, hai nước đã bị cuốn vào một cuộc chiến cường độ thấp kéo dài hơn một thập kỷ với những hệ quả khó lường cho cả hai bên. Vượt tầm kiểm soát. Xung đột giữa Iran và Israel đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát với những cuộc tấn công ngày càng khốc liệt. Sự kiện gần 200 tên lửa lao xuống thành phố Tel Aviv vào tối ngày 1 tháng 10 là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy nguy cơ một cuộc chiến tranh khu vực thảm khốc đang cận kề. Đây là cuộc tấn công thứ hai của Iran vào lãnh thổ Israel chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng. Trước đó, vào tháng 4, Iran đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa hành trình để tấn công một căn cứ quân sự của Israel tại sa mạc Negev. Trong lần đó, Israel đã đáp trả một cách tượng trưng, tạo ra một khoảng lùi cho cả hai bên và giúp họ tránh được bờ vực chiến tranh. Tuy nhiên, lần này, Iran đã phóng loạt tên lửa đạn đạo, một loại vũ khí có tốc độ và sức mạnh vượt trội, khó có thể bị đánh chặn. Những tên lửa này chỉ mất khoảng 12 phút để tiếp cận lãnh thổ Israel và mục tiêu dường như nhắm đến các khu vực đô thị đông dân cư. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên tiếng trên mạng xã hội X sau vụ tấn công, nhấn mạnh rằng Tehran không muốn gây chiến nhưng sẽ quyết tâm chống lại mọi mối đe dọa. Ông tuyên bố, đây chỉ là một phần sức mạnh của chúng tôi, đừng gây chiến với Iran. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định rằng hành động này diễn ra sau 2 tháng kiềm chế nhằm tạo điều kiện cho một lệnh ngừng bắn ở Gaza và nhấn mạnh rằng hành động đáp trả của Iran sẽ dừng lại trừ khi Israel tiếp tục có động thái trả đũa. Sau cuộc tập kích này, giới quan sát cảnh báo rằng Israel có thể sẽ đáp trả một cách toàn diện. Danh sách mục tiêu có thể bao gồm các cơ sở hạt nhân của Iran mà Tehran coi là lằn ranh đỏ. Truyền thông địa phương đưa tin rằng quan chức Israel đã mô tả cuộc tấn công bằng tên lửa này như một lời tuyên chiến từ phía Iran. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng đã cảnh báo vào đêm ngày 1 tháng 10 rằng Iran đã mắc sai lầm nghiêm trọng và sẽ phải trả giá cho việc phóng tên lửa vào Israel. Trong một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh hàng đầu vào ngày 2 tháng 10, Netanyahu đã xem xét các phương án đáp trả, bao gồm việc tấn công vào cơ sở hạ tầng chiến lược như giàn khoan dầu hoặc các cơ sở hạt nhân của Iran. Các kế hoạch ám sát và tấn công vào hệ thống phòng không của Iran cũng đã được thảo luận, mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra. Mặc dù đợt tập kích tên lửa mới của Iran gây thiệt hại không lớn, phản ứng của lãnh đạo Israel lại đang dấy lên lo ngại về khả năng xung đột khu vực mở rộng. Theo đánh giá của các nhà phân tích, nếu Israel vượt qua lằn ranh đỏ bằng cách tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc trả đũa mạnh mẽ từ Tehran, làm tăng thêm sự khó lường của vòng xoáy xung đột. Trung Đông hiện đang trải qua tình trạng bất ổn nghiêm trọng hơn so với một năm trước. Căng thẳng hiện tại không chỉ dừng lại ở cuộc đối đầu giữa Israel và Hamas. Vào đầu tháng 10 năm 2023, nhóm vũ trang Hamas được Iran hậu thuẫn đã phát động cuộc tấn công vào miền nam Israel, dẫn đến cái chết của khoảng 1.200 người và bắt cóc 250 người. Sự kiện này đã làm gia tăng căng thẳng trong vùng. Ngay lập tức, Tel Aviv tiến hành chiến dịch đáp trả vào Gaza, đẩy khu vực đến gần bờ vực của một cuộc xung đột toàn diện. Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon cũng không đứng ngoài cuộc khi họ tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực biên giới phía nam với Israel, tuyên bố thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine và sẽ chỉ dừng lại khi có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Giao tranh tại biên giới Israel-Lebanon đã gia tăng liên tục trong những năm qua và hiện tại dường như đã vượt qua mức độ căng thẳng của cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Từ vụ ám sát Fuad Shu, cánh tay phải của lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah, cho đến các vụ nổ thiết bị liên lạc mà Hezbollah cáo buộc Israel gây ra, cùng với vụ tập kích nhằm vào lãnh đạo Nasrallah và các cuộc không kích của Iran, tất cả đang đẩy khu vực đến gần hơn với nguy cơ xung đột nghiêm trọng. Jonathan Panikov,
Giám đốc Sáng kiến An ninh Trung Đông Skodov thuộc Hội đồng Đại Tây Dương cảnh báo rằng một cuộc chiến toàn diện, ngay cả ở quy mô nhỏ hơn, có thể gây tàn phá cho Lebanon, Israel và cả khu vực Trung Đông, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình toàn cầu. Đối với một đất nước như Lebanon, vốn đang bất ổn và khó khăn về kinh tế, một cuộc chiến tranh toàn diện tại Trung Đông có thể khiến hàng triệu dân thường phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, cuộc sống và sinh kế của họ, trong khi chính phủ của họ khó lòng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Ước tính, 1 triệu thường dân Lebanon đã phải di rời và nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy trên khắp đất nước thời gian qua, khi căng thẳng Israel-Hezbollah tăng nhiệt. Nếu chiến sự nổ ra, quy mô dân thường thương vong, mất nhà cửa, sơ tán sẽ lớn hơn rất nhiều. Vợ chồng Reda Ruhaya Turab cùng con nhỏ 6 tuổi đã phải rời khỏi nhà ở Dahiye vào tuần trước, sau khi Israel ném bom tập kích hầm ngầm của thủ lĩnh Hezbollah. Họ chỉ kịp vơ vội những gì có thể trước khi sơ tán. Tôi và vợ đã trải qua khoảnh khắc khủng khiếp và đáng sợ, không chỉ có một hay hai cuộc không kích mà là 10 lần liên tiếp. Khi bom rơi xuống, cửa sổ nhà chúng tôi vỡ vụn và ngôi nhà rung chuyển, anh nói. Sau khi Gaza bị tàn phá trong gần một năm xung đột, nhiều người lo ngại Lebanon có thể trở thành Gaza thứ hai và nền kinh tế nước này có thể sụp đổ nếu chiến tranh diện rộng bùng phát. Không chỉ riêng người dân Lebanon, bóng ma xung đột cũng đang ám ảnh cuộc sống của người dân Israel. Sau khi Hezbollah phóng tên lửa đạn đạo vào cơ quan tình báo Israel ở thành phố Tel Aviv cuối tháng trước, Hedva Fallon, cư dân 61 tuổi cho hay những quả đạn bay tới từ Gaza hay Lebanon đều đáng sợ. Dù đến từ phía Nam hay phía Bắc, chúng vẫn là rocket tên lửa. Chúng đáng sợ, gây căng thẳng và khó chịu như nhau. Tôi không nghĩ có ai trên thế giới muốn sống trong tình cảnh này, bà nói. Xung đột leo thang cũng mang lại những hậu quả tiêu cực cho chính phủ của Thủ tướng Netanyahu. Các nhà phân tích cho rằng nỗ lực đàm phán ngừng bắn và thả con tin giữa Israel và Hamas có thể tiếp tục bế tắc, khiến xung đột kéo dài và Israel có thể đánh mất thêm ủng hộ quốc tế. Iran cũng sẽ hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề nếu xung đột lan rộng. Sau khi nhậm chức Tổng thống hồi tháng 7, ông Pezeshkian đã bày tỏ nỗ lực cải thiện quan hệ thương mại và kinh tế với khu vực và quốc tế nhằm phát triển nền kinh tế Iran vốn gặp nhiều khó khăn vì hàng loạt lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo những đòn trả đũa Israel và nguy cơ xung đột lan rộng có thể giáng đòn vào kế hoạch hợp tác với phương Tây của Iran. Các nhà phân tích kinh tế lo ngại giá dầu tăng nếu xung đột toàn diện nổ ra mang tới những tác động nguy hiểm đến toàn cầu. Xung đột càng gia tăng có thể đẩy giá dầu tăng cao khi các khu vực sản xuất dầu xung quanh Iran có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động quân sự. Quincy Crosby, chiến lược gia toàn cầu của công ty LPL Financial ở Mỹ, nói: Xung đột hiện tại ở Trung Đông sẽ rơi sâu đến đâu vào vực thẳm chiến tranh sẽ phụ thuộc vào phản ứng đáp trả của Israel thời gian tới. Theo giới quan sát, từ quan điểm của Israel, chúng tôi đã tham gia cuộc chiến khu vực từ ngày 7 tháng 10 và nó hiện là cuộc chiến tổng lực. Chúng tôi đang trong cuộc chiến vì sự sống còn của đất nước. Michael Oren, cựu đại sứ Israel tại Mỹ, nói, chiến thắng trong vài tuần tới là nghĩa vụ đối với quốc gia. Nhưng giới phân tích cho rằng sẽ không ai giành được chiến thắng nếu chiến tranh toàn diện bùng nổ ở Trung Đông. Đau thương, tàn phá, chết chóc sẽ bao trùm khu vực, trong khi nền kinh tế toàn cầu sẽ hứng chịu thêm đòn giáng mới. Israel được cho là đã phát triển vũ khí hạt nhân. Iran cũng sở hữu lượng lớn nhiên liệu hạt nhân, dù có thể chưa đủ để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nếu chiến tranh nổ ra và các cơ sở hạt nhân của họ bị tàn phá, Tehran có thể đẩy nhanh quá trình phát triển vũ khí hạt nhân để răn đe và trừng phạt đối phương. Chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel chỉ có thể là kết quả của sự tính toán sai lầm bởi nó sẽ khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Pablo Calderon Martinez, giáo sư về chính trị và quan hệ quốc tế ở London, Anh, nói, chẳng ai thắng trong cuộc chiến ở đó cả, bởi tất cả đều thua. Quay trở lại châu Á, Hàn Quốc và Triều Tiên, hai quốc gia anh em, đang trải qua một giai đoạn mâu thuẫn nghiêm trọng, không chỉ dừng lại ở những lời đe dọa, cả hai bên đã và đang tăng cường quân đội và chuẩn bị vũ khí tại biên giới, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực châu Á. Xung đột giữa hai miền Triều Tiên chủ yếu xuất phát từ sự khác biệt trong quan điểm chính trị. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở phía Bắc và Đại Hàn Dân Quốc, tức là Hàn Quốc, ở phía Nam đều tuyên bố mình là chính phủ hợp pháp duy nhất của toàn bộ bán đảo Triều Tiên trong hiến pháp của mình. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Triều Tiên được Liên Xô, Trung Quốc và các quốc gia xã hội chủ nghĩa khác hỗ trợ, trong khi Hàn Quốc nhận sự ủng hộ từ Hoa Kỳ và các đồng minh.
sự phân chia Triều Tiên diễn ra vào cuối Thế chiến II, dẫn đến những căng thẳng gia tăng và cuối cùng là cuộc chiến tranh Triều Tiên vào năm 1950 sau khi nội chiến kết thúc, bán đảo Triều Tiên bị tàn phá và chia cắt vĩnh viễn. Những năm sau đó, cả hai miền tiếp tục xảy ra các cuộc xung đột quân sự và chính trị nhỏ lẻ, kéo dài cho đến ngày nay. Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại Hàn Quốc theo Hiệp ước Quốc phòng Hàn-Mỹ. Năm 1997, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã mô tả sự phân chia Triều Tiên là sự phân chia cuối cùng của chiến tranh lạnh. Đến năm 2002, Tổng thống George W. Bush đã đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách trục ma quỷ cùng với Iraq và Iran, đối mặt với sự thù địch và cô lập ngày càng tăng trên trường quốc tế. Bắc Triều Tiên quyết định theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, vào năm 2018, một tia hy vọng đã xuất hiện khi các đại diện của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Hàn Quốc và Hoa Kỳ tổ chức một loạt hội nghị thượng đỉnh. Những cuộc gặp này hứa hẹn một kỷ nguyên hòa bình lâu dài cho bán đảo và việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Hy vọng về sự hòa giải và ổn định trong khu vực vẫn còn, nhưng những thách thức vẫn tồn tại. Lịch sử chiếm đóng và cuộc đấu tranh độc lập của Triều Tiên. Triều Tiên bị đế quốc Nhật Bản sáp nhập vào năm 1910, đánh dấu sự khởi đầu của một thời kỳ chiếm đóng kéo dài. Trong suốt những thập kỷ tiếp theo, nhiều nhóm dân tộc chủ nghĩa và cấp tiến đã nổi lên, chủ yếu là từ lưu vong, với mục tiêu giành lại độc lập cho đất nước. Tuy nhiên, do sự phân tán về quan điểm và phương pháp, các nhóm này không thể thống nhất thành một phong trào dân tộc mạnh mẽ. Năm 1919, chính phủ lưu vong Triều Tiên được thành lập tại Trung Quốc sau cách mạng ngày 1 tháng 3, nhưng không được công nhận rộng rãi. Trong số những nhà lãnh đạo thúc đẩy phong trào độc lập có Syngman Rhee, một nhà lãnh đạo bảo thủ được đào tạo tại Hoa Kỳ, đã vận động chính phủ Mỹ hỗ trợ. Bên cạnh đó, Kim Il-sung, một nhà lãnh đạo phe Cộng sản, đã chiến đấu chống lại người Nhật từ khu vực Mãn Châu Trung Quốc ở phía Bắc Triều Tiên. Khi sự chiếm đóng của Nhật Bản kết thúc vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, nhiều nhân vật cấp cao người Triều Tiên bị cáo buộc đã cộng tác với chế độ thực dân. Điều này dẫn đến một cuộc đấu tranh chính trị căng thẳng và đẫm máu giữa các nhân vật và nhóm chính trị khác nhau tại Triều Tiên, mở ra một chương mới trong lịch sử của bán đảo này. Phân chia Triều Tiên. Vào ngày 9 tháng 8 năm 1945, trong những ngày cuối của Thế chiến II, Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản và tiến vào Hàn Quốc theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Mặc dù hành động này đã được các đồng minh đồng thuận tại hội nghị Yalta, chính phủ Mỹ đã thỏa thuận với Nga rằng sự tiến quân của Liên Xô sẽ dừng lại ở vĩ tuyến 38 và Liên Xô đã tuân thủ điều này. Chỉ vài tuần sau, các lực lượng Mỹ đã đến và chiếm đóng khu vực phía nam vĩ tuyến 38, bao gồm khu vực Seoul. Điều này diễn ra theo Tổng lệnh 1 được ban hành cho các lực lượng Nhật Bản sau khi Nhật Bản đầu hàng vào ngày 15 tháng 8. Đến ngày 24 tháng 8, Hồng quân Liên Xô tiến vào Bình Nhưỡng và thành lập một chính phủ quân sự ở phía Bắc, vĩ tuyến 38. Ngày 8 tháng 9, các lực lượng Mỹ đổ bộ vào miền Nam và thành lập chính phủ quân đội Hoa Kỳ tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã không tham khảo ý kiến hoặc là xin phép người dân Hàn Quốc hoặc đại diện cho họ khi thực hiện việc này. Sự phân chia bán đảo Triều Tiên giữa Hoa Kỳ và Liên Xô đã tạo ra những tiền đề cho cuộc nội chiến vào năm 1950, mở đầu trong một giai đoạn xung đột kéo dài và đau thương trong lịch sử của bán đảo này. Căng thẳng và hạ nhiệt căng thẳng. Vào đầu năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ bỏ chính sách kiên nhẫn chiến lược mà chính quyền Obama đã theo đuổi. Cuối năm đó, Moon Jae-in được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc với cam kết khôi phục chính sách Ánh Dương. Ngày 4 tháng 7 năm 2017, Triều Tiên thực hiện thành công thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM đầu tiên mang tên Hwangsong-14 và tiếp tục thử nghiệm vào ngày 28 tháng 7. Ngày 5 tháng 8 cùng năm, Liên Hợp Quốc đã áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm đáp trả hành động khiêu khích của Triều Tiên. Trong bối cảnh căng thẳng, Trump cảnh báo rằng bất kỳ mối đe dọa hạt nhân nào từ Triều Tiên sẽ được đáp trả mạnh mẽ, với hỏa lực, giận dữ và thẳng thắn mà thế giới chưa từng thấy. Triều Tiên phản ứng bằng cách thông báo rằng họ đang xem xét thử nghiệm tên lửa có khả năng rơi gần Guam là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Ngày 29 tháng 8, Triều Tiên phóng thêm một tên lửa và vào ngày 3 tháng 9, họ thực hiện thử nghiệm hạt nhân thứ 6, dẫn đến sự lên án quốc tế và các biện pháp trừng phạt kinh tế tiếp theo.
Chỉ hơn 2 tuần sau, Triều Tiên lại phóng một tên lửa khác. Đặc biệt, vào ngày 28 tháng 11, Triều Tiên đã phóng một tên lửa có khả năng vươn tới bất kỳ nơi nào tại Hoa Kỳ, khiến Liên Hợp Quốc phải áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt. Tháng 1 năm 2018, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Vancouver được tổ chức bởi Canada và Hoa Kỳ nhằm thảo luận về các biện pháp nâng cao hiệu quả của các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Các đồng chủ tịch của hội nghị khẳng định tính cấp thiết của việc thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp trừng phạt để tạo điều kiện cho giải pháp ngoại giao. Khi Kim Jong-un đề xuất tham gia Thế vận hội mùa đông 2018 tại Hàn Quốc, đường dây nóng giữa Seoul và Pyongyang đã được khôi phục sau gần 2 năm im lặng. Vào tháng 2, Triều Tiên đã gửi một phái đoàn cấp cao chưa từng có đến Thế vận hội, đứng đầu bởi Kim Jo-jong, là em gái của Kim Jong-un và chủ tịch Kim Jong-nam. Phái đoàn này sẽ chuyển lời mời Tổng thống Moon Jae-in thăm miền Bắc. Ngày 27 tháng 4, Kim Jong-un và Moon Jae-in đã gặp nhau tại khu vực an ninh chung, nơi họ thông báo rằng hai chính phủ sẽ hợp tác để hướng tới một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân và chính thức hóa hòa bình giữa Bắc và Nam Triều Tiên. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2018, Kim Jong-un đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã ký một tuyên bố khẳng định cam kết hướng tới hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc gặp, Trump tuyên bố rằng ông sẽ đình chỉ các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc và dự kiến sẽ hoàn toàn rút quân Mỹ khỏi khu vực. Đến tháng 9 cùng năm, trong một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Bình Nhưỡng, Kim Jong-un đã đồng ý tháo dỡ các cơ sở vũ khí hạt nhân của Triều Tiên với điều kiện Hoa Kỳ thực hiện các hành động đối ứng. Hai chính phủ cũng đã thông báo về việc thiết lập một vùng đệm trên biên giới để ngăn chặn xung đột, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực giảm căng thẳng giữa hai miền. Sự thay đổi trong quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Đến nửa cuối năm 2024, quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi cả hai bên liên tục thực hiện những hành động khiêu khích lẫn nhau. Triều Tiên thường xuyên gửi các túi khí bay qua lãnh thổ Hàn Quốc, trong khi Hàn Quốc phát những bản nhạc từ các loa công suất lớn ở khu vực biên giới. Mặc dù hai nước vẫn đang trong tình trạng đình chiến, nhưng các căng thẳng này vẫn thường xuyên xảy ra. Ngày 16 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên thông báo rằng Quốc hội nước này đã hoàn tất việc sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất quốc gia và chính thức xác định Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Triều Tiên cũng tuyên bố đã cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc, một biểu tượng cho hợp tác liên triều. Trong khi đó, Hàn Quốc đã tăng cường sức mạnh quân sự, thực hiện các biện pháp răn đe và đặt quân đội vào tình trạng báo động. Hàn Quốc cũng tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung với Mỹ tại vùng biển phía đông của bán đảo Triều Tiên và công bố 11 khu vực nguy hiểm trên thế giới. Cộng đồng quốc tế đang nỗ lực giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Sự kiềm chế từ cả Triều Tiên và Hàn Quốc cùng với những nỗ lực thúc đẩy hòa bình từ các nước liên quan đóng vai trò quan trọng trong tình hình hiện tại. Ông Nguyễn Vinh Quang, cố vấn cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế cho biết, Trung Quốc có lẽ đóng vai trò quan trọng nhất trong các cường quốc. Tiếp theo là Nga và Mỹ cũng mong muốn một bán đảo Triều Tiên ổn định, không xảy ra chiến tranh. Trong suốt 2 năm qua, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã luôn ở trạng thái căng thẳng với các động thái từ cả hai phía. Tiến trình đối thoại đang bế tắc và việc tăng cường sức mạnh quân sự trở thành xu hướng phổ biến. Quan hệ liên triều đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua và chưa có dấu hiệu cải thiện. Nhiều người đang tự hỏi liệu căng thẳng có leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện hay không. Ông Nguyễn Vinh Quang cũng nhận định khả năng xảy ra chiến tranh là khó có thể xảy ra vì các nước lớn và các tổ chức quốc tế đang nỗ lực kìm hãm tình hình, không để xung đột nổ ra trên bán đảo Triều Tiên. Có thể thấy rằng bán đảo Triều Tiên vẫn luôn là một điểm nóng kéo dài từ cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 đến nay. Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn trong trạng thái chiến tranh do chưa ký hiệp định hòa bình. Việc đạt được hòa bình trên bán đảo này không phải là một vấn đề đơn giản và cần sự hợp tác từ nhiều bên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Qua những diễn biến gần đây, chúng ta thấy rằng mối quan hệ giữa hai quốc gia vẫn đang trong tình trạng bấp bênh với nhiều yếu tố phức tạp từ cả hai phía. Sự kiềm chế và nỗ lực hòa bình từ cộng đồng quốc tế là rất cần thiết để tránh một cuộc xung đột toàn diện trên toàn thế giới. Hy vọng rằng những thông tin trong video ngày hôm nay đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử và chính trị hiện tại của bán đảo Triều Tiên, cũng như là khu vực Trung Đông.
Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.